Nay tiếp tục thăm bẫy chung nghỉ địa nha cả nhà. Nãy giờ thăm mấy cái mà không có dính thì mình không quay cho cả nhà mình coi được ha. Đây cái tiếp theo cả nhà. Rồi đúa lên mộng luôn cả nhà. À đúa đẩy ra cả nhà thấy con gì trong. Đây. Nặng nặng nè. Trời ơi con. Con hành chết queo cả nhà ơi. Đau khổ đau khổ. Kẹt đầu chết queo cả nhà. Cái tiếp theo nè cả nhà nha. Cái này là nó ưa dính không hành nè cả nhà. Được nha, hoành lớn nha. Ok. Con này cũng xém đứt hay gì ra. Chả thấy luôn cả nhà. Rồi mình sẽ bắt nó ra cả nhà. Chuột họ chưa khai trương cả nhà. Nó có được. Cuốn về. Thôi được được cả nhà. Được được. Im. Đã chưa cả nhà. Em món hành đầu tiên nha. Rồi, nó quắn là nỉ á. Mấy con này quắn là nỉ á cả nhà nha. Vô. Vô. Dính gắn xíu nha. Nè. Nắng. Giờ anh bắt ra luôn cả nhà ha. Nắng giùm khóc chết luôn. Nắng năng cả nhà. Giờ mình bỏ chuột cái đặt lại luôn cả nhà ha. Tiếp tục thăm bẫy trong nghĩa địa cả nhà ha. Cái tiếp theo cả nhà nha. Hai dòng lên xuống. Không thấy gì hết. Trời nặng cả nhà, nặng trời. Qua một em mô hành khoảng 400-450 gram, không tới nửa ký thôi cả nhà ha. Giờ bắt ra luôn cả nhà ha. Này chắc phải ngựa quá. Wow, hổ hành cả nhà ơi. Hai em hổ hành cả nhà nha. Nè, thấy không? Hai em luôn cả nhà nha. Ngon cả nhà. Ra hai cả nhà, hai con luôn cả nhà nha, cái đầu tiên nha, hai chuyện cái đầu tiên gì là ngon rồi các bạn, còn hai con này cả nhà nha, ngon không, tươi không? Cái tiếp theo nha cả nhà ha, thấy bịch vúa lòi ra nặng biết bự nhỏ thôi, à, cũng nặng này cả nhà. Hổ hành cả nhà ơi, ngon lành cành đào. Chỗ này là cái chỗ VIP luôn nghe nha. Sao nhỏ dữ vậy ta? Nhỏ cả nhà. Chiêu. Kệ, có đã hơn không? Mình bắt nó ra cả nhà ha. Là hai con. À, một con. Đây. Yeah. Hành này cả nhà ha. Ý trời này á, con này xem nó kỳ cục cả nhà, nó ra là nó ít lum hết trơn á. Đây, ngon là gần đạo cả nhà ha. Giờ mình bỏ chuột ra đặt tiếp cả nhà ha. Chỉ có đặt mấy đĩa mới không có bắt bẫy thôi cả nhà ơi. À nặng biết con gì đây. À không hành cả nhà ơi. Hành là ngon cả nhà. Con nhỏ đây. Wow, con này cũng được 3-4 lạng cả nhà thấy không? Hành đó không?
ngò vip 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 vip. Giờ bắt nó ra luôn cả nhà ha. Tươi xanh. Wow. Con này chắc 4 lạng rồi cả nhà. Biết không? Biết không? Trời ơi. Không biết cái lồi này là cái lồi gì mình sẽ ra là nó đáy hàng hà cả nhà. Giờ mình bỏ chuột cho đặt lại ha cả nhà ha. Mới cầm được dính được con ngựa này nha. Nó nhỏ quá. Thấy không? Nhỏ xíu. Con này chắc chừng 200 g gì. Chúng mình thả luôn cả nhà ơi. Không sinh luôn cả nhà. Mai mốt nó lớn rồi bắt được khác. Mình bắt lại ha, cho mình thả luôn. Nhỏ quá. Hàng tiếc. Rồi, chị ra. Gà mày. Ngốc. Tới cái tiếp theo nha cả nhà nha. Cái này hồi thì gọi không dính, cái này dính không cả nhà. À dính. Một con hơi nhỏ cả nhà. Nhỏ. Con này chừng 2 lạng mấy 3 lạng nha. Bắt ra luôn ha cả nhà ha. Cành đào nè cả nhà ha. Giờ mình bỏ chuột cái đặt lại nha cả nhà nha. Thì cái tấm xe mình sẽ quay cho cả nhà. Cả nhà thấy địa hình này ngon không? Mình đặt cái đây hai cái là mất hai cái, ba cái là mất ba cái nha. Nó buồn khủng khiếp luôn. Nè. Kiếm mình đặt chỗ này gì nè. Cả nhà thấy bức tường không? Không thấy cái bẫy luôn nha. Mình để đây nè. Gì mới còn nổi thôi. Chứ không ngã nào còn nổi vậy. Để đặt chê. Nó kiếm được một cái ha. Nên nó còn hết cái đám này luôn. À không được. Con này cũng được nè, con này khoảng chừng nửa ký nè cả nhà. Con này cũng ok nè. Không, giờ mình bắt nó ra ha cả nhà ha. Con người này cũng được nha cả nhà ha. Khoảng nửa ký cả nhà. Đây. Nửa ký. Còn cái con nhỏ là mình thả chơi. Mình bỏ chuột cái đặt lại luôn nha nhà ha. Tiếp tục nghe điện nha cả nhà nha. Cái tiếp theo nha cả nhà ha. Mình dính đâu nha. Bên kia đang ca nhạc âm sụm cho mình. Dính đây nha. Dính. Cái con gì đây? Khó hành. Trời không ngựa cả nhà. Thôi con này cũng bự cả nhà. Con này cũng phải gần tầm 8 lạng tới 9 lạng cả nhà. Bự.
nó xích lột cái nhà mất rồi, trong cái đường con này nè. Này là cái đuôi nha cả nhà nha. Giờ mình bắt nó ra luôn cả nhà ha, chứ mình không quay cho cả nhà coi được trực tiếp được nha. Không về tap 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 tap. Tiếp tục lại thăm ở nghĩa địa nè cả nhà nha. Nãy giờ thăm không dính hay nó quay cho cả nhà coi được. Mới dính con ngựa nè. Con này chừng 400g cả nhà. Cục đuôi nó mới ghê chứ. Nhỏ cả nhà nha. Con này mình lấy nha. Con này mình nhỏ quá, mình thả con này mình lấy nha. Đó. Đưa cái đầu ra tấp bập bập nè, con này hiền. Vô lâu rồi cả nhà. Rồi mình bắt nó ra luôn cả nhà. Chú ở trên thì mình chung chú dưới như mày đó. Yeah. Nghe nha, chừng 400g mà nghe nha nha, chưa luôn đi. Để tiếp tục lần cái địa cả nhà nha. Dính hồ hành mini nữa cả nhà. Con này nhỏ rồi cả nhà nha. Giờ mình bắt nó ra luôn ha cả nhà ha. Mình không, trời nắng nóng quá là miếng quay căng cảnh cho cả nhà coi luôn cả nhà. Nên mình quay cái khi mình vô mình dở rồi mình quay cho cả nhà coi. Con này nhỏ rồi cả nhà ha. Nhỏ. Thành ba cả nhà. Mình sáng giờ rồi. Ừ. Về thành vỏ hôm nay của mình nghe cả nhà nha. Được nhiều ký. Này nha, cái càng đọc nè. Có 3 ký rưỡi cả nhà. À, càng đây nha, càng đọc vậy. Không ăn nhau rồi.